Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh của Di Khải Gaming nha. Và Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và video này thì Khải bán cái nhận chống 40 dòng 1 anh em à. Khải bán cái nhận này. Bữa giờ cũng có khá nhiều anh em hỏi. Và hôm nay thì anh em trong ban có hỏi Khải nhận này mua với giá 5 kim. Thì nói chung trong ban thì 5 kim Khải bán được, chứ thiệt tình Khải không muốn bán. Điều anh em trong ban thì ok, bán cho anh em 5 kim chống 40, sinh lực một lực. Cái nhận này hôm trước Khải cũng mua 5 kim anh em, nhưng mà bán thì cũng công nhận tiếc thiệt. Nhưng mà anh em trong ban cần quá, với lại mình cũng đỡ không trả làm gì. Đó, nhận cho 40 sinh lực 59 và sinh khí 13. Sinh khí 13 này là bằng gồng 3 điểm kỹ năng, 3 điểm tiềm năng, 3 cuốn và 5, 3 cuốn tại kênh. Đúng rồi. Là 15 điểm tiềm năng anh em. 13 điểm này thấy chưa? Bán em 5 kim. Đấy, nói chung là vừa bán cho anh em ban thì Khải bán nhau thiệt, ở ngoài là Khải không muốn bán. Đó, bù lại ít tiền rồi sắm đồ khác anh em à. Tại vì hôm trước Khải sắm được cái nhẫn rồi, Khải sắm được cái nhẫn 40 chó kháng hỏa sinh lực lực rồi. Bán 5 kim cho anh em trong ban sai. Đó, nhẫn này. Đó, mất rồi rồi. Đấy. Còn nhận kia hôm trước Khải mua 12 kim chóng 40 và sinh lực nỗ lực 1.4. Nhận nó Khải mua 12 kim. Rồi ông này chưa đồng ý trời. What the hell. Đâu rồi, để biết em coi. Anh em xem thì ủng hộ một like, một chia sẻ chơi nha anh em. Đâu ông này qua giao dịch đứng im luôn trời. Ngáo vậy. Gọi điện không biết máy luôn. Vãi cả nồi chưa. What the hell ông này. Hết đồ. What. Ôi, what the hell, ông này đi đâu vậy? Ôi ông này đang chuẩn đi đâu vậy trời. Vãi cả nồi anh em à. Trời ơi, bó tay ông này luôn. Ông giao dịch mà đứng đầu lắc luôn nè. À, được 5 kim. À, có công chuyện tí, ok. Hôm bữa mua 5 kim bán lại 5 kim thôi, để lại đỡ em trong bang. Nếu còn Khải 5 kim thì Khải không muốn bán. Ok.